5 chiếc bánh mến chào anh chị em. Một người mẹ đã nỗ lực tận tảo nắng mưa trưa tối, nuôi 10 con hết sức trưởng thành. Ấn tượng hơn nữa là người mẹ vĩ đại này lại chỉ là một quá phụ vì chồng mất sớm. Tất cả 10 người con của người mẹ này đã trở thành những linh mục hoặc nữ tu. Đặc biệt, có một người con ưu tú đã trở thành giám mục. Động lực khiến cả 10 anh chị em đều đi tu là vì bà cố đã luôn tạo một không khí vui tươi, quan tâm ấm áp, thánh thiện và thân thương cho các con trong gia đình. Ông cố Đoản Mệnh cũng từng muốn trở nên một tu sĩ dòng Đa Minh, nhưng Chúa lại không muốn, mà Ngài lại giao cho ông cố một nhiệm vụ quan trọng khác. Đây là hình ảnh của tất cả 10 anh chị em vinh dự được ý kiến Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23. Khi gặp gia đình này, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 đã phải sửng sốt thốt lên: "Các con cùng mẹ ư?" Rồi một người anh trong nhóm đáp lời: "Vâng, chúng con cùng mẹ ạ." Và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 đã hết sức ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Đó là gia đình nhà Che Ờ, gồm một giám mục giáo phận, hai linh mục dòng Đa Minh, ba nữ tu dòng Kính Đa Minh và bốn linh mục dòng Camelo. Gia đình này có thập tử ngoan hiền, thì thập tử ngoan hiền đó đã trở thành thập nhân hoàn hảo. Tử nghĩa là con, thập nghĩa là 10, gia đình 10 phân vẹn 10. Có 102 này đã là tấm gương vươn lên và vượt khó cho rất nhiều gia đình khác. Chúng ta cùng nhau ngợi khen Chúa, tôn vinh Chúa, chúc tụng Chúa và tạ ơn Chúa với gia đình bà quá, quá đặc biệt này. Ơn gọi linh mục, tu sĩ là một hồng ân, một quà tặng Thiên Chúa ban cho giáo hội. Với sự tác động của Chúa Thánh Thần, rất nhiều người nam và nữ đã quảng đại dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân trong ơn gọi thánh hiến. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, con số những người gia nhập chủng viện dòng tu giảm đáng kể, trong khi số người xuất tu lại gia tăng. Theo số liệu thống kê của Giáo hội Công giáo năm 2019, tính đến ngày 31 tháng 12, 2017, số linh mục hoàn cầu bao gồm linh mục triều và linh mục dòng là 414.582, giảm 387 so với năm 2016. Số nam tu sĩ là 51.535, giảm 1.090, nữ tu sĩ 648.910, giảm 10.535, nam tu sĩ tu hội đời 585, giảm 33, nữ tu sĩ tu hội đời 22.057, giảm 343. Đây là những con số cần được quan tâm, bởi nó cho thấy tình hình giảm sút nghiêm trọng về số lượng trong ơn gọi linh mục, tu sĩ của giáo hội